đây? Chuyến đi thì đâu được con? Hả? Lấy thì còn nhiều ban cho con đâu. Chuyến đi thì con nên mang cho bên người đó. Chứ con không trả lời mẹ. Lúc này chỉ còn đây mà. Sáng nay còn đeo lắm. Giờ đâu? Sao lại như vậy? Hả? Con sắp sửa cho chú ba một tuần. Mất nó rồi. Sao thằng đứa có thể phục vụ cho con được? Con phải lên nơi. Mày bị lỗi quá. Đã biết rồi. Một là ngoài tiệm, hai là trong phòng ngủ. Không thì nó chỉ quên bẩn đi thôi. Con sẽ tìm lại. Này cô Roy, con đi đâu mà biết tâm như vậy? Trong khi là con sẽ đi ra đang vận động nhiệm vụ, còn con thì bỏ lơ mọi chuyện, hả? Tại sao con lại thiếu suy nghĩ như vậy chứ, Thu Lan? Con quá vô tâm rồi đó. Con sẽ tốt lắm. Thu Lan thành Thu Lan rồi. Bây giờ thì bà hay là mà làm bánh đi ra, hả?